Hạt chia thường có hình bầu dục, dẹt, vỏ nhẵn bóng và có kích thước rất bé, chỉ bằng 1/2 hạt é. Hạt chia là một nguồn dinh dưỡng cực kỳ lớn và cần thiết cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, hạt chia có tác dụng giảm cân, tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường. Và sau đây là 8 công dụng của hạt chia. 1. Tốt cho tim mạch. Hàm lượng omega 3 và chất xơ trong hạt chia giúp bạn thúc đẩy việc vận chuyển máu, lưu lượng máu cũng như sự co bóp của tim tới các cơ quan, bộ phận trong cơ thể. Từ đó, tim được tưới máu đều hơn, hoạt động nhịp nhàng, không chịu ảnh hưởng của các sự cố về vận chuyển đường máu. Đồng thời, chúng còn hỗ trợ làm giảm hấp thu lượng cholesterol toàn phần và lượng lipoprotein cholesterol tỷ trọng thấp trong máu. Vì vậy, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 2. Giảm biến chứng tiểu đường. Hạt chia khi ngâm nước sẽ nở lớn rất nhiều lần so với khối lượng của nó và tạo ra lớp gel mềm. Chính lớp gel này giúp cho chất đường trong bao tử hấp thụ chậm hơn, từ đó giúp cho cơ thể tránh tăng đường huyết, rất tốt cho những bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra, hạt chia được biết là rất giàu chất xơ và axit alpha linoleic, giúp ngăn ngừa các rối loạn chuyển hóa như kháng insulin và rối loạn lipid máu. 3. Giảm cân. Khả năng hấp thụ nước ở hạt chia thường cao gấp 16 lần so với trọng lượng thực tế của nó. Do đó, nếu chúng ta uống cốc nước có hạt chia thì sẽ có cảm giác no lâu hơn và giúp cho cơ thể hấp thụ ít calo hơn. Đồng thời, hạt chia có chứa nhiều chất xơ nên việc sử dụng hạt chia sẽ giúp cho bạn ngăn ngừa được nguy cơ thừa cân béo phì và hạn chế được lượng mỡ bị dư thừa. 4. Ngăn ngừa loãng xương. Hạt chia có rất nhiều thành phần dinh dưỡng giúp cho xương được chắc khỏe như kẽm, magie, phốt pho, calcium nên có tác dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa nguy cơ loãng xương. Chính vì vậy, để giúp xương được chắc khỏe, bạn nên bổ sung hạt chia vào trong khẩu phần ăn hàng ngày hoặc uống nước hạt chia đều đặn. 5. Tốt cho phụ nữ mang thai. Trong hạt chia có rất nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho thai nhi như canxi, sắt, omega 3, magie. Đặc biệt, hoạt chất folate ở hạt chia sẽ giúp cho não bộ và hệ thần kinh được phát triển. 6. Đẹp da. Hạt chia là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng sẽ giúp ngăn chặn sự hình thành liên kết của các gốc tự do gây hại cho tế bào, đồng thời làm gia tăng khả năng trẻ hóa tế bào. Đặc biệt, hàm lượng protein cao trong hạt chia cũng giúp ngăn ngừa những dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn, da chảy xệ, giúp cho mái tóc luôn chắc khỏe do tình trạng thiếu hụt collagen. 7. Ngăn ngừa táo bón. Khi cho hạt chia vào một ly nước, hạt chia sẽ chuyển dần sang dạng mềm mịn giống như thạch. Đây được coi là chất nhuận tràng tự nhiên ngay khi hạt chia được di chuyển vào đường ruột. Cùng với đó là hàm lượng chất xơ trong hạt chia khá cao. Trong 100g hạt chia có chứa đến 34,4g chất xơ, sẽ giúp làm mềm phân, từ đó thúc đẩy sự bài tiết của chất thải một cách dễ dàng, ngăn ngừa được nguy cơ táo bón. 8. Cải thiện giấc ngủ. Có hai loại hormone cần thiết cho giấc ngủ là serotonin và melatonin. Hai loại hormone này được sản xuất chính bởi tryptophan, một loại acid amin có trong cơ thể. Trong khi đó, tryptophan được tìm thấy rất nhiều trong hạt chia. Do đó, khi sử dụng hạt chia thường xuyên sẽ giúp chúng ta ngủ ngon và thư giãn hơn. Sử dụng hạt chia như thế nào để có sức khỏe tốt, để có được hiệu quả tốt nhất khi uống hạt chia? Bạn hãy ngâm hạt chia vào trong phần nước ấm có sẵn để hạt được nở ra hoàn toàn rồi hãy uống. Bạn có thể dùng hạt chia để làm pizza, bánh mì nướng hay cháo hạt chia yến mạch. Nếu bạn muốn sử dụng hạt chia để giảm cân thì nên uống trước bữa ăn 30 phút. Đối với phụ nữ có thai nên ăn hoặc uống hạt chia sau 30 phút, không dùng trước bữa ăn. Mặc dù hạt chia rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên chúng ta cũng không nên dùng quá nhiều, có thể sẽ gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn. Hy vọng clip này đã cung cấp thêm cho các bạn những thông tin hữu ích về công dụng cũng như cách sử dụng hạt chia. Để đón xem thêm nhiều thông tin bổ ích tương tự khác thì các bạn hãy nhanh tay like và đăng ký kênh nhé!